tự nhiên bỏ thành núi tiền cho thuê xe cũ, ví dụ tôi tải nhiều xe, tôi tải nhiều Lamborghini, Ferrari, đâu tải nhiều xe mới, cũng là tải nhiều xe, cái tải nhiều kia có bỏ chết đầy đủ. Cuộc đời tao ở Việt Nam từng nói một câu mà tao nhớ, mấy cái xe này là con cóc, mấy cái xe SUV này là con cóc, ngồi xe lên SUV giống như mời bồng cậu vậy, cho bạn đó. Du lịch, tận hưởng cuộc sống. Tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ, thần thái Zimmer. Tự hào, Việt Nam phát triển. Vlog du lịch, Duy Nguyễn, THOL. Xin chào các em. Hôm nay lúc quay này nó không được đẹp cho lắm. Tại vì chịu thôi mấy em. Anh đang ở trong một khách sạn rất là lớn của Las Vegas. Thì hệ thống khách sạn ở đây nó có cái điểm chung á là nó không có được sáng như vậy. Ở ngoài phòng chính á, đèn nó mức độ vừa phải thôi. Nên quay về đó ánh sáng được tốt. Nó chui vô trong toilet. Chui trong toilet quay nha mấy em. Biết cái tiếng về nó bị vang luôn nữa. Hôm nay anh đi vào một cái vlog ngắn thôi. Anh nói về cái sự là mình qua bên cái xứ Mỹ này á, là chúng ta mướn xe để trải nghiệm mấy. Mướn xe để trải nghiệm. Anh Duy đặt chân qua cái tiểu bang California đó mấy em. Cái tiểu bang California là một trong những tiểu bang rất lớn của Mỹ và có một nền kinh tế rất là giàu có của Mỹ nha. Nếu mà tiểu bang California này nó tách ra một quốc gia độc lập á, thì cái nền kinh tế của nó còn giàu hơn cả nước Anh. Cái GDP á, GDP nó cao hơn nước Anh. Đó là một số liệu mà ta cũng biết. Tiểu bang California là nó rộng kinh khủng. Thì anh Duy trong video trước, anh Duy chia sẻ mà khi đặt chân tới phi trường Lost. Phi trường Lost là một trong những phi trường rất là lớn ở đây. Lớn thứ mấy á, thì anh không biết. Nhưng mà thành phố Los Angeles á là một thành phố rất là đắt đỏ. Rất là đắt đỏ mấy em. Nên cái cuộc sống mà sống ở thành phố này rất là ngột ngạt. Nhưng mà cái đó là nội dung khác. Hôm nay cái đó về dù mình đi thuê xe. Tại sao thuê xe? Thì anh Duy không thể nào mang con mạng của mình mà từ lúc cái bang sát sau lên kia mình qua đây được cả. Không mang nổi. Nên đi máy bay mà. Đi máy bay xong qua đây là coi như là ở bên cái xứ Mỹ này á, nếu mà không có xe đó giống như mình bị què vậy. Không làm ăn cơm cháo thì được hết á. Thì bạn không làm ăn cơm cháo được, bạn sẽ đi Uber. Nhưng mà nó bất tiện, nó bất tiện. Mình để qua tới xứ Mỹ này á, cái cảm giác lái xe trên từng tiểu bang là cái cảm giác mà nó đẳng cấp. Mà cái cảm giác mà nó trải nghiệm mà không có tiền nào mà mua được em. Không có tiền nào mua được. Đó là quan điểm của anh. Anh là một tuổi trẻ, anh là năng động, anh là talkative. Anh thích ride lái xe. Nên đó lý do đi mướn xe. Nhưng mà anh đến Los Angeles vào một đêm Giáng sinh. Đêm Giáng sinh em. Ngày 24 thì tháng 3 vừa nè. Đêm Giáng sinh mà ngày đó nó nghỉ. Bà mẹ ơi, mướn xe nó khổ quá. Nó khổ lắm. Mướn không cái tàu nào có cả. Lên 4, 5, 6 bên xài đặt xích ít gì đó rồi bất gì đó. Nói chung là qua đây cái hãng xe nó lạ nha. Không biết. Đi tới sân bay hỏi ê, thấy cái chuyện mà gì car rental là cho thuê xe. Lên web đặt tụng gì đâu mà xe có 26 đồng tao muốn 1 năm cũng được. Xong rồi lên cái xe kia Camry đọc gì đâu có mấy chục đồng mà rẻ bèo luôn. Đi tới xong rồi mà cái dịch vụ cái chỗ mà cho thuê xe mà anh Duy đi là thằng Buddies thằng gì đó Buddies à, nó kết hợp với sân bay, nó có xe bus nó đưa rước tụi em từ sân bay xong rồi chạy ra nhà của nó làm dịch vụ thuê xe get like đàn bà cái kiểu em vô tới mẹ sorry nha, khách xe là còn 2 chiếc kìa. Còn chiếc gì? À được rồi, chiếc gì của Nhật, của Mỹ á, không nhớ hiểu được. Ford gì á, đã bắt à. Xong chiếc còn lại á, là gì mấy em biết không? Chiếc còn lại á, là E30. Mercedes E350. Xong rồi nó nói thuê xe con này á, tiền giá đó là 200 mấy á. 200 mấy một ngày. 200 mấy một ngày. Mà chưa tính tiền bảo hiểm nha ba. Chưa tính tiền bảo hiểm, chưa tính tiền cấp cứu, tiền gì tôi đưa tiền đó mày ơi.
rồi nó cầm hộ chiếu của mình vô, thấy người Việt Nam xong phát một à này mua bảo hiểm người, rồi bảo hiểm xe, rồi chăm sóc xe, rồi cấp cứu xe, rồi các kiểu, cộng lên phát một ra 200 mấy nữa. Vậy là ngày gần 500 đô, 500 đô, ngày gần 500 đô, tính thuê 10 ngày vậy như 5,000 đô hả? Suy nghĩ lại nha. Suy nghĩ lại nha. Không có tự nhiên bỏ ra là 5,000 đô thuê xe này có nên thuê không? Đúng không em? Tranh đỡ chứ. Trong khi ở Việt Nam Lâm Duy Nguyễn chạy Mercedes F mà. Đúng không? Con nghe đó tuổi gì? Con nghe đó cũng lắm đó bạn, chứ con mẹ cấp của anh ở Việt Nam thôi. Nhưng mà giờ bỏ ra có lượng tiền như vậy nó được thuê. Thôi má, vậy đi Uber luôn. Vậy đi Uber luôn cũng thuê em. Xong rồi cancel chỗ đó không thuê. Xong rồi nằm khách sạn tầng tập quanh quanh. Không thấy đi Uber hoài nữa. Không thấy đi Uber hoài rồi bữa nọ đẹp trời rồi mình đi bờ đông bờ tây rồi mình đi qua Las Vegas cũng vài rồi Uber nó chạy. Xong rồi cái về cái mỗi tiếp đi Uber mà chạy qua Las Vegas đâu. Xong cái nói mình Las Vegas xa quá sợ chạy mà. Cái nói về chạy Las Vegas mà sao tôi có tiền cho nhiều. Cái nói 500 đô. 500 đô cút đi hả? 500 đô cút đi cút về 500 đô nữa 1000 đô. 1000 đô bằng có mướn mẹ hai ngày rồi. Đúng không? Chị người ta ngồi dưới bơ dưới tao muốn mặc hai ngày tao chơi nặng vậy. Đó chính là cái chỗ đó mà mình suy nghĩ nè. Về suy nghĩ xong cái alo là chỗ để tao đặt mẹ, tao đặt mẹ. Tao hết mẹ rồi mày. Ủa sao hết tao mới có, tao mới ra ngoài về mà. Mày quên mới lễ à. Hôm nay lễ là mày cần 4 hay 4 rồi mày. Tao cũng nói 1 triệu luôn. Nói 1 triệu luôn em. Thôi lễ mà tao muốn xe nhiều lắm. Thứ nhất giá xe nó tăng, thứ hai xe không có nữa. Xong mà cái Duy Nguyễn đi giờ là băng công rồi em. Đi qua cái hãng khác, nó tên là xích ít gì đó. Còn lựa xe, trên đỉnh nó ghi nhiều xe lắm. Nhưng mà khi mà điền thông tin cho cái form á, điền tới, điền lui, điền xuôi, điền ngược, phải báo cái xe. Còn có nản luôn á. Xong mình thấy còn đúng con Camry, vô đặt cái gạch con Camry luôn. Giờ cùi rồi, má hết xe rồi chịu thôi. Quốc Camry trải nghiệm luôn. Xong rồi, đặt xong rồi, nó từ tiền trong thẻ tín dụng rồi. Xong rồi ra mại chỗ giao xe đó. Ra mại chỗ giao xe, nó coi cái booking của mình này nọ các kiểu. Xong rồi cái nó làm rồi nó ghê gớm lắm. Nó tính tiền rồi nó ghê gớm lắm. Nói chung là nó tính ngày nào con nó 100 mấy, cộng tiền bảo hiểm này nó vô 100 nữa, 100 ngày để bảo hiểm xe, bảo hiểm người, bảo hiểm mạng người ta đưa hết ra. Nó nhiều phí lắm, nó cộng vô hồi ra được khoảng chừng 201-202 gì đó, 201-202 cộng tiền xăng nữa rồi xong ra 300. Ồ, tiền xăng có hai option mấy em, một là mình trả tiền xăng cho nó, hai là mình tự đổ. Cái nó hồi để tao tự đổ đi ba, tự đổ xong mình cũng chạy đi xa nó chạy đâu lâu, cộng vô ngày cũng 300. Tổng lại muốn xe 300, tưởng đâu được chạy Camry. Xong rồi ra chỗ giao xe đó. Nó đưa ra cái con quỷ gì mà biết không, chả biết con gì nữa. Ở Việt Nam thì biết Camry. Còn cái con này đó, ở Việt Nam không có nha em. Tên nó là gì? Ở gì gì? Forerunner. Tên nó là Forerunner mấy em. Xong rồi, má ơi. Cuộc đời tao ở Việt Nam tôi từng nói một câu mà tao nhớ. Mấy cái xe này là con cóc. Mấy cái xe SUV này là con cóc. Ngồi xe bên SUV giống như ngồi bồn cầu thôi, có gì đâu làm được. Tao nhớ cái câu nói của tao đau lắm em. Đau lắm em. Hôm nay tao vô đường cùng rồi. Mình phải chạy con xe SUV trên đất Mỹ này. Mà nó thấm tập, sợ lắm. Vô cua nhát nè. Vô này nọ kia. Hỏi ê tao đặt Camry mà mày. Tao đặt Camry mà. Cái nó Camry hết rồi giờ còn chiếc này nó thôi à. Tao nói vậy á. Chỗ đó lớn lắm nha, giờ còn chiếc lấy không? Lấy đây, không lấy thôi, bữa nay lấy, đừng có đòi hỏi, rồi xong đi em nuôi. Không lắm, giờ leo lên con đó. Cái con xe nó cùi không tưởng không em. Anh chạy mạc á, anh ngồi lên lái thôi, nó automatic hết. Từ đèn, từ kính, từ này, từ kia này, nó thoải mái. Vô con này chính tay với mẹ luôn. Trời ơi, mà tao học bằng lái B2 lắm em. Anh học bằng lái B2, cái đây là 3 năm rồi nha. 3 năm rồi, mà con xe đầu tiên anh chạy là con mẹ. Mà cuối cùng cũng là con mẹt cuộc đời, chỉ biết tôm mẹt thôi. Bây giờ qua có lại lúng túng mà nó lộng cộng nó nằm giữa đường phố lót nữa. Trời đất ơi, nó khổ lắm luôn cái cảm giác đó. Trời ơi, kẹt xe hoài vậy té. Nãy giờ chạy gì đâu mà toilet không có là nên đi quê rồi nha. Em biết đường phố lót là vậy, nó kẹt xe, kẹt kinh khủng kẹt luôn. Đúng không? Đa đá tủ tí, Houston tủ tí. Thằng lót nó kẹt một cái một lần. Trời ơi, nó kẹt đâu cả thành phố luôn. Mẹ ơi, không biết là nó kẹt thường xuyên, nó kẹt vào ngày lễ Giáng sinh lắm em. Kẹt kinh khủng kẹt. Nó phải làm lái con xe này, có sự trải nghiệm phải đó là. Nó nắng cay, nó khổ cực. Mà nó cũng có tính chất là nó thú vị. Nó thú vị. Tại vì chạy xa quen rồi. Bây giờ qua mấy con ta này chạy nó cũng có một sự trải nghiệm nào đó.
mà anh đi nó thiệt với em á, anh đi đông tây mà đi đầu tiên là tạm dừng chân là Las Vegas đúng không? Tại vì sao? Tại vì ta đã qua tới đất Mỹ rồi mà nếu mà đón Giáng sinh mà không đón ở Las Vegas thì có ý nghĩa gì nữa đúng không các bạn? Đúng không? Đúng không? Las Vegas là một cái thành phố mà bất cứ ai đến Mỹ cũng phải ghé, nó là chỗ ăn chơi xa đọa, chỗ không ngày mà đêm, chỗ không muốn về, không muốn về nữa nghe. Mà chạy từ ở ngoài Los mà qua tới Las Vegas là đi hai con đường cao tốc lớn, đó là cái đường 10 với đường 15 đó. Mà đường cao tốc ở bên Mỹ thì tuyệt vời, đường thì tuyệt vời mà xe nó tuyệt vời luôn, mà xe nó tuyệt vời luôn, đâm ra nó chạy xe thấy mụn luôn. Có một xe kinh khủng lắm, trong lốt nó kẹt tao rồi, nó kẹt mà rẽ quay cho nó tay xích với nhau, đuối luôn, đuối luôn. Chỉ đi rồi sợ mình nóng ra, nó ngóng vô lít nó bắt thôi đúng không? Mẹ xe mướn nó, cái xe mình nữa, đi nó đâu có cả đặt xe Việt Nam đâu, không có mà giấy tờ xe mày mướn đó. Rồi nó hỏi vậy giờ, nói chung người ta muốn giữ chừng người ta chạy, tao bullet, tao hốt, tao phải bảo kê thôi. Nói ok, đưa giấy này ra đi, rồi nếu mà có chuyện gì đó đụng xe đó thì có mày mua hiểm mà mẹ, đâu sao đâu. Còn nếu mày mua hiểm mà hơi kẹt á, cũng đỡ, an tâm, không mua hiểm an tâm nha. Rồi, đó là cái vấn đề mà trải nghiệm xe. Thì con SUV nó không dễ lái chút nào, mà con xe cùi bọc. Vậy thì cái gì ở đây? Cái gì mà chiên nghiệm ra chỗ này? Tức là ở bên Mỹ á, cái xe mua rất rẻ, nhưng mà thuê không rẻ chút nào. Thuê không rẻ chút nào, trên những website chắc chắn nó sẽ đưa bạn giá thấp nhất, đúng không? Nó đưa bạn cái giá thấp nhất, nhưng mà cái làm việc gì cũng phải ra ngoài chỗ dealer á, ra ngoài chỗ dealer mà làm việc với nó, đúng không? Còn các bạn đừng nghĩ là thợ chí Nguyễn mày mua quá, mày thuê xe mắc này nọ kia, các kiểu tao thuê xe rẻ hơn, cái chuyện đó là không chơi được em. Thứ nhất có hai vấn đề đó, nó không có đồng khớp với nói chuyện ở đây, đúng không? Ví dụ như các bạn là người Việt Nam mà sống ở Mỹ thì qua quốc gia bản xứ của bạn rồi, đúng không? Quốc gia bản xứ của bạn rồi thì bạn mới được đi mà ngồi đó cũng hơn thua mà đỡ tôi coi với cái thằng dịch vụ, đúng không? Bạn mới nói chỗ này mắc quá, bớt chút đỉnh đi, hoặc là tao có bảo hiểm rồi, tao không cần bảo hiểm nữa, xe mày có bảo hiểm chưa hay là để mà sẽ giảm một số chi phí, đúng không? Có thể là Duy thuê xe nó mắc hơn các bạn, nhưng mà Duy đứng trên độ du khách và Duy nhiều tiền nó không có nói chuyện được, đúng không? Không có nói chuyện được. Thứ nhất mình là du khách, mình sống rất là cẩn thận, đúng không? Mình xài dịch vụ phải xài cho nó đàng hoàng, chứ phải vô mặc cả ngày nheo. Mà thêm một cái nữa là ngày Giáng sinh. Ngày Giáng sinh là cái ngày mà gọi là cái cung nó ít hơn cái cầu nó nhiều hơn, cái cung nó có quyền. Thế thôi. Và cái cuối cùng nữa là cái gì, mình cầm cái xe để mình đi, chứ không phải là mình không phải là mình thằng rảnh háng. Mình tới dịch vụ này nó được mình chạy được kia, mẹ nội chạy từ được A được B mất ngày rồi, làm ăn cái gì nữa, đúng không? Nó nhiều cái mà Duy Nguyễn chia sẻ trải nghiệm một cái sự thật nào đó trên Facebook. Các bạn cái lôi chính trị chính em thì bạn nói thôi mấy thằng này xạo nè, tao thuê xe có 25 đồng thôi, mày thuê xe 300 thì tức cái ngữ đó nó chuyện không có được các bạn. Thật sự á, cái ngữ đó nó chuyện được đó. Duy sẽ coi câu 1, câu 2 được thì chơi, câu 3 lót, nó nhiều cái mặt lắm. Bây giờ mình nói tiếp nè, nó là trải nghiệm bờ đông bờ tây. Nếu mà Duy có xài thời gian, chẳng qua là cái chuyến công tác của Duy nó ngắn quá thôi, chứ nếu mà Duy có thời gian, Duy sẽ lái xe mạng đi từ bờ đông qua bờ tây, đi từ New York qua Cali đó, đi từ New York qua Cali nè, để mình trải nghiệm được chiều dài nước Mỹ thì Duy nghe. Đó là một cái điều rất là thú vị mà tất cả những người du khách khi họ đặt chân đến Mỹ nè, họ thích đi bờ đông bờ tây. Thậm chí có những thằng em của Duy á, nó qua bên này nó lấy vợ, cái phòng giả công ty chị cãi nghe, nó qua bên này nó lấy vợ, nó mua một con xe, nó đi chở vợ nó đi tuần trăng mật bờ đông bờ tây, gọi là nó gọi nó yêu đương ABC các kiểu trên những khách sạn dọc đường bờ đông bờ tây đó. Xong rồi nó đi từ bờ đông qua bờ tây, nó mệt rồi, nó lái chán rồi, nó bán xe đi, nó bay về, lái về xong rồi nó xa lắm mấy bạn. Bởi vậy cái cảm giác chạy xe Việt Nam nó khác cảm giác chạy xe ở Mỹ. Thí dụ như ở Việt Nam mà nó chờ đợi từ chỗ Duy Nguyễn tới chỗ bầu của Duy Nguyễn bao lâu? 3 tiếng, đợi nghe ghê chưa? 3 tiếng chưa tới 100 cây số nữa nha, 3 tiếng chưa tới 100 cây số nữa nha. Còn bên Mỹ á, mà nói chuyện mà lái xe 3 tiếng rồi chắc nó đi 2 bang luôn, hoặc là cái bang nó rộng. Nên cái chuyện của bên Mỹ này, xe nó chạy chỉ ở trong bao tao nó kẹt xe thôi, hoặc những cái thành phố lớn mật độ xe nó cao như là Lót mới kẹt. Còn khi bạn đi ra khỏi Lót rồi bạn phóng về Las Vegas cũng chạy Overmile nuôi luôn á. Cái đường đó
nó chỉ cho chạy là 70, nó chỉ lý mình là 70 thôi. Mà Duy đã chạy 70 rồi mà mấy cái xe khác nó vượt kia vèo vèo chạy over mile đó. Mà sao không? Tại sao Duy không dám chạy nhanh? Thì có hai vấn đề Duy không dám chạy nhanh. Thứ nhất cơ nào mà Duy ở Việt Nam Duy ban luôn rồi ban trăm luôn chứ. Ai ban chỉ có đường trống lỏng chạy chạy có 70 mile ổn vậy. Vậy 70 mile là nhiêu bạn lấy 70 nhân cho 1.6 thì nó khoảng 110 cây. Đó, khoảng 110 cây cỡ đó thôi, tính nhẩm nha. Ở Việt Nam mà Duy ban 200 nhân đường đã chứ bà. Thí dụ như vợ Duy là người nước ngoài. Bây giờ cùng lắm là pháp luật của Mỹ á, thì mình vô mình không hiểu á, thì mình vi phạm thì người ta cũng chấm chế, người ta cũng không đến nổi khó khăn đúng không? Nói ừ, tao Việt Nam y nè, nói tao Việt Nam y tao có thể chơi, tao trải nghiệm, có thể tao wrong chỗ này, có thể tao đúng chỗ này, nhưng mà tao cố ý, ok được, hôm nay đi ngủ ngon đi, hoặc là gì theo trip đó, ừ chúc bạn đi chơi dễ, điều đó dễ mà anh không có thích đúng không? Anh có cái này mà tôi sẽ thật lòng với em luôn. Mình đi qua Mỹ có hai chặng, thứ nhất á là mình xin cái visa. Ở Việt Nam này mình xin cái visa qua Mỹ thì mình khi mà đối diện người phỏng vấn đó thì mình đi qua nước người ta đúng không, mình đi qua nước người ta thì mình phải giữ cái hình ảnh đẹp đẽ đó, người ta xác hạch mình, người ta này nọ kia, à thằng Duy Nguyễn này mày là công dân gì, mày qua Mỹ với mục đích gì đó, thì mình phải cố gắng giữ cái hình ảnh cũng như là sự cam kết ngoại giao với hai quốc gia Việt Nam và Mỹ. Cái điều là điều Duy nghĩ chứ không phải mình đi qua nước người ta như trẻ trâu rồi như mẹ nấu chó rồi không kia đúng không, nó đánh giá luôn, đánh giá luôn à mình thấy thả cửa cho mấy thằng Việt Nam mình nó qua đây nó bảo nó quậy quá, mày mốt xíu bây giờ là gì chết quá à, không được. Cái đó cái số một, cái thứ hai khi mà nhập cảnh vào Mỹ đó, tức là ở đầu sân bay đó, nhập cảnh vào Mỹ đó, thì người ta cũng mình đứng trước người ta đứng trước mình, ví dụ như đứng trước hải quan Mỹ đó, thì giữa là hai quốc gia nhìn nhận có một cái độ tin tưởng nào đó, có một cái lý do một lý do đó, à mình đến nước Mỹ thì mình phải có cái gì đó mình mới đến, chứ mình ghét nước Mỹ mình đã làm gì chứ mình quậy Mỹ mình đến chi, chi là không đúng. Và ngược lại cái người hải quan đó người ta cho mình nhập cảnh vào Mỹ thì người ta tin tưởng rằng này nó kia đúng không, còn mình thì mình nhập cảnh vào nước người ta mình quậy được không, chưa hết mà cái ông hải quan nó bị đổi việc sao, nó tự nhiên mình Duy Nguyễn mày tao cho mày là hải quan cả đời thành cái thằng chỗ kè nó đứng trước mặt mày, mày đuổi nó về đi mà cho nó vô chi. Đó nên những cái vấn đề nó thiêng liêng và nó cao cả khi mà các bạn đặt chân nước ngoài không đi gì Mỹ, đặt chân qua đâu vậy thôi, mình đặt chân ở nước ngoài mình phải sống cho đàng hoàng, đó là những vi phạm chứ đừng có đặt chân nước ngoài nhích trốn lại, cái hành vi nó như cực kỳ phê phán. Cái thứ hai ăn trộm, tối ngày đọc báo thấy à Việt Nam qua nước ngoài ăn trộm trong siêu thị nó thua luôn á, vậy sao khá đúng không em? Còn vấn đề đó nữa, tiếp tục, Mỹ là một quốc gia nó có hệ thống giao thông rất tốt và nó có cảnh đẹp cũng rất là tốt. Mỹ nó rộng mà bạn, những quốc gia nào rộng cảnh đẹp nhiều nha, thằng Trung Quốc cũng vậy hả, thằng Trung Quốc nó mượn cảnh nó cũng khá là đẹp, Mỹ cũng vậy nè. Thì cái cảm giác chạy xe, cái cảm giác đó Việt Nam không có đâu, thì bạn đi du lịch bạn nên tận hưởng cái cảm giác đó, thay vì bạn lên xe bạn ngồi bạn ngủ khọt khò đúng không, để cho người ta lái. Trong khi bạn có khả năng bạn lái thì tại sao bạn không lái đúng không, bạn như sức lái mà bây giờ bạn đi thi vào quốc tế là bạn lái xe được tất cả nước trên thế giới, thì qua bên Mỹ được cái là xe nó mạnh lắm, thì vụ lái xe chơi liền cho anh chơi liền, xong mình lái xe ra những cái cao tốc, những cái highway của Mỹ để mình trải nghiệm được cảm giác lái, cái điều đó nó hay, cái điều đó nó hay, bạn nên làm cho bạn còn trẻ, cái sau này bạn già rồi bạn lười lái là nó không lái được đó, bạn còn trẻ bạn nên đi nhiều, bạn nên trải nghiệm. Cái tài đời nó khổ chút xíu mà nó mang được cái sự kiến thức, cái sự trải nghiệm cho các bạn đúng không? Còn ở Việt Nam bạn chờ tới ngày đó khó lắm, cái hệ thống hạ tầng của Việt Nam này nó phát triển để bạn chờ được cái cảm giác là lái con mẹt đi từ Bắc vô Nam bằng đường cao tốc còn lâu đó. Nên ở đây anh nói được sự trải nghiệm đúng không, không phải là khen hay là chê nhưng mà là sự trải nghiệm trên từng quốc gia đi qua, mỗi quốc gia nó có cái hay cái đẹp, mình phải nên hòa nhập vào cái cuộc sống của cái quốc gia sở tại đó, thì cái chuyến đi mình rất là thú vị trải nghiệm. Dài đồng bằng cắt mướn xe trả là gì đúng không, anh nói thiệt với em, qua đây xài tiền một ngày gần $1,000 đó, nói luôn đó, một ngày gần $1,000 đó. Nhiều khi á có những cái món ăn nó lạ, có những cái món ăn nó lạ anh order ra nó $100 một bộ, ăn không được bỏ luôn bạn tin không, đúng không? Các bạn nói là gì chứng minh đi, tôi không có chứng minh. Cái lời nói của tôi là đủ rồi, tôi chứng minh
ai đánh nó chứng minh cái vấn đề đó. Nhưng mà thực tế cái cuộc sống này á, mình trải nghiệm nó chơi đều đúng không? Món ăn đâu nào đâu ơi, đâu phải là món nào cũng như Việt Nam đâu, mà cái quan điểm như nó là rồi đi Mỹ mà ăn đồ Việt Nam là như thế. Bắt đầu Việt Nam ăn ở Việt Nam mà mấy hai ba chục năm rồi chán tới bà nội rồi, đi qua Mỹ ăn đồ Thái không đi, Thái ăn hoài, đi qua Mỹ phải ăn đồ chưa ăn, mà đồ chưa ăn thì nó hên xui đúng không? Nó hên xui đúng không? Ví dụ như cái food là một cái gì đó người ta tư vấn cho mình tham khảo, nhưng đâu có nghĩa là mình nghe 100% đâu. Ví dụ như chị Việt Kiều kia tư vấn là Duy Nguyễn ơi em nên ăn cái này cái này, cái đó là những khi chị thích chị chỉ thôi, còn những món chị không thích chị không ăn được thì chị không chỉ, thì mình phải trải nghiệm. Mà cái gì vậy thôi, tất cả những bài học trên đời đều tốn tiền. Bạn nhớ cho tôi câu này, like đúng không? Tất cả những bài học trên đời này đều phải tốn tiền, không như ai giải phi cho mình. Không có nhiều khi tôi vô nhà hàng là món lạ, cái món ăn nó rất phức tạp, thằng bồi nó nói kiểu tôi chả hiểu kiểu nữa, tôi chỉ nhìn trong menu à tôi đó mà đâu đợi mẹ đi hên xui. Nếu mà được thì mình có thể kiếm nước càng hỏi ngon cũng tiếp, còn nếu mà dở là bỏ. Tốn tiền lắm, không có đồ đâu. Đó. Rồi thôi giờ nói ngắn gọn cuối cùng video này. Cái đoạn đường đi từ Los qua Las Vegas rất đẹp. Rất đẹp nha. Đó anh rất ấn tượng. Núi đẹp bạn ha. Hai bên là bên rừng với bên núi. Anh chạy xe bị xếp bị tai nạn mấy lần lo tìm đường á. Nó rất đẹp nha. Cuộc đời cũng may mắn như thế này. Má cuộc đời của chị Nguyễn rất là may mắn được đón Giáng sinh ở Las Vegas. Được chạy xe trên một cung đường từ đó qua Las Vegas. Nó rất là đẹp. Nó có một cái đẹp nào đó mà miền Nam Việt Nam không có được, tại đồi núi. Nó đồi núi, bạn xứng là đồi núi kinh khủng. Nó không phải đồng bằng nghe. Nó những cái cung đường mà uốn lượn này nó kia, núi nó trồng núi này nọ lên nó đẹp, trời ơi trên đỉnh núi có tuyết đó mấy em. Mình nhìn mình tưởng ủa Duy Nguyễn đang ở Phú Sĩ hả, xong rồi ủa Duy Nguyễn đang ở Thụy Sĩ hả, trời cảnh đẹp nó y châu Âu vậy đó, nó y châu Âu mấy em. Trời đất ơi mà châu Âu tao được lái đâu, châu Âu tao đi người ta lái gì đâu luôn. Cảnh rất đẹp bạn, cảnh tượng nó hoang sơ lắm. Trên đường đi nó thiệt chứ bạn, nó có một bóng ma nữa, toàn là xe không à. Nó không có một bóng ma, nó toàn là xe. Nên có những cái nó dở là dở cái gì? Thiếu cái tiện ích. Nó thiếu cái tiện ích nha bạn. Ví dụ như bạn đi đường từ Dallas về Houston thì nó là cái đường cao tốc 45. Còn đi đường từ Los mà đi về Las Vegas thì cao tốc là cao tốc 15. Thì cái cao tốc 45 á, đường nó xấu hơn, thật sự nó xấu hơn, nhưng mà tiện ích nó mạnh hơn, tại nó đồng bằng, nó mỗi cái lối exit như là ngã rẽ đó, nó đều có cây xanh, đều có bánh mì, đều có tiệm, mà tiệm cũng bự, nói chung là phục vụ là ok. Còn ở đây á, là ví dụ như 10 cái exit đi, có chừng 2 cái exit có đồ ăn, có cây xanh thôi, còn mấy cái exit là đường của mình. Mà cái cảm giác nó không mong mạnh, bởi vì được cái may mắn là đi vậy. Trên con đường đó như đi vừa lúc mà chiều, xong rồi tới lúc hoàng hôn, xong rồi tới lúc chiều tối cũng có trải nghiệm được ba cái cung bậc thời gian luôn. Nó mỗi cái đẹp kiểu nhất là hoàng hôn á, ánh nó ứng ứng hồng hồng, nó đập vô mấy cái núi các bạn. Nhìn đó thì ôi nó đã lắm bạn, không biết dùng từ ngữ gì diễn tả, nó tin nó là may mắn á. Thằng nào đi ban ngày không thấy được cảnh đó, còn buổi tối xuống nè nó im lặng yên tĩnh, đèn cao tốc không có đèn nha, cao tốc này không có đèn các bạn. Ở Việt Nam á, cao tốc còn có chỗ có đèn, có chỗ không đèn, còn riêng cái cao tốc không đèn, nhưng mà xe nó nhiều mình ấn đèn xe nó chỗ nó chiếu nó trong nó cũng sáng, không phải đâu tối. Còn cảnh vật nó tĩnh mịch, nhưng mà từ cái tĩnh mịch đó khi mà tụi em cách Las Vegas còn chừng 2 mai thôi, nó rực sáng bầu trời đỏ ửng, trời ơi má ơi Las Vegas nó lung linh lắm em, nhìn là khớp gà liền đúng không? Trai chạy xe ở ngoài vô thấy một thành phố Las Vegas toàn là những lâu đài, những cung điện nguy nga, những khách sạn chập trời, ánh đèn rất là đẹp, trời ơi nhìn vô khác như ốc đảo như em. Bởi vậy á, cái người ta nói á là Las Vegas là một trong những nơi ăn chơi rất là đẳng cấp của thế giới, nhỏ thôi nhưng mà nó tạo ra cái quần thể kiến trúc rất đẹp. Anh dùng cái chữ quần thể kiến trúc,
nó không mang cái nét hiện đại xa xỉ giống như là nước sau này, mà nó kết hợp giữa một cái hiện đại và một cái cổ kính. Điểm này là kiến trúc của em, kiến trúc của ánh đèn và những cái biểu tượng của Las Vegas, nó làm cho một cái chỗ ăn chơi nó rực rỡ, nó xa hoa. Nhưng mà bạn tới đây bạn không ăn chơi đi mà đường sẽ đủ đẳng cấp à, đủ đẳng cấp. Nó nói chung á là trong chuyến đi của gì nó có những điều chưa thỏa mãn, nhưng mà cái được nó nhiều hơn cái mất tiền thôi. Nhưng tôi được gì, tôi được sự trải nghiệm. Tới đây tôi chỉ trải nghiệm những cái nó lạ lắm này. Duy sẽ cố gắng làm video cho các bạn ở nhà các bạn trải nghiệm. Tất nhiên anh Duy không có quảng cáo gì thêm thôi. Những điều anh Duy nói là tương đối khiêm tốn. Thật ra thì không lẽ mình cố chơi thì vẫn được, nhưng mà nó không đáng bạn. Tự nhiên bỏ ra núi tiền chơi thuê cái xe cũ, mà cái xe đó đâu bằng mình ở Việt Nam đâu, thì không thể gọi là trải nghiệm xe được. Các bạn nghĩ chứ tôi để mày không? Nhưng tôi trải nghiệm xe, tôi phải trải nghiệm Lamborghini, Ferrari, rồi tôi trải nghiệm xe mới thì mới gọi là trải nghiệm xe. Chứ trải nghiệm chỉ con bỏ chét đời cũ, đúng không? Và thậm chí đi thuê xe Toyota là mình đợi bao nhiêu nữa? Chỉnh cơ không mà ba, chỉnh cơ không mà. Chìa khóa gì đâu nhìn như chìa khóa tủ á. Nè mấy bạn nhìn chìa khóa nè. Chìa khóa xe tôi đi chơi mà nhìn chìa khóa tủ. Trời ơi đời. Xe này xe Toyota, đúng không? Chìa khóa nè, nút mở nút xó nè. Ủa mấy bạn định giá tôi cái xe này, chìa khóa gì vậy? Trời, nó đưa tôi chìa khóa, tôi hãi hùng luôn các bạn. Ôi đồ, cái xe giờ tôi ở Việt Nam này cũng xe cốc thôi mà chìa khóa nó đâu có xấu gì đâu. Còn đưa mình chìa khóa y như chìa khóa tủ á. Xong rồi vô cái xe mở đề máy chỉnh cơ không. Ông nội mẹ ơi, khổ quá. Nhưng mà anh nghĩ là cái cuộc sống này nó còn dài. Anh Duy than vậy thôi chứ đó là sự trải nghiệm em. Đời xe sang chạy được, xe cù chạy cũng phải được thôi. Nhập gia tùy tộc nó, chứ anh không phải là anh nội đang chê cái này chê cái kia. Nhưng mà chỉ chia sẻ cái sự trải nghiệm và cái cảm giác khi mình sống ở một cái đất nước khác, mọi thứ nó không như là mình nghĩ. Nè, gọi là thân bất do kỷ mày. Mấy em nhớ câu này. Rồi chắc đi qua tiểu bang khác thì thôi, mẹ trả cái xe này đi. Chứ chạy cái xe này nhiều quá nó bốc khói, nó bể bắn cái thấy mụn nữa. Anh chạy xe anh quen. Ở Việt Nam anh mà chạy friend lab đó, cái cách chạy xe Việt Nam nó khác bên này ví dụ như là vợ ví dụ như bể bánh giữa chừng rồi kêu mấy người giá bánh di động ở đâu, hay là gọi cấp cứu rồi xe nó kéo về sao rồi tốn tiền sao rồi thời gian này nó chúng nó phiền. Còn mẹt thì giỏi phanh lát ok chả sợ, mày lủng lủng cây bà mày, tao chạy tới cái gara tao thay luôn, đúng không? Mình vô gara thay rồi xong rồi mình cho nó thay rồi mình ra ngoài mình ăn hamburger, nó khỏe. Nhưng bằng xe là nó không được như vậy. Để coi qua mùa lễ nè, có thuê nó rẻ không em? Thuê nó rẻ không? Mua Camry này nọ chia sẻ với em thêm góc nhìn đa chiều hơn. Chứ còn cá nhân của anh thấy thuê xe hơi mắc, đúng không ạ? Tại vì cái xe này gì ở Mỹ bán mấy, tôi chả biết nhiêu xe cũ nữa chứ, 10.000 đô chứ nhiêu. Cỡ chừng 10.000 đô mà không cho thuê người ta, không cho người ta thuê mắc như quỷ, đúng không? Nội ví dụ như giờ nó là tiền phí ông không ăn đi, ông cho thuê tiền xe ta cũng hơn trăm đô ngàn hai mươi mấy Việt Nam ở thời ở vậy Việt Nam thuê được xe gì, mà đầu tiên thuê xe Việt Nam mắc cái xe Mỹ, nó là vậy cái đó mình cái mà không à. Thôi anh sẽ chia sẻ với tụi em là cái video mà anh Duy Nguyễn xuống sạp thuê xe du lịch Đông Tây Mỹ nha. Đến đây sẽ được khép lại, bây giờ anh sẽ nghỉ video này, anh làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ subscribe để Duy Nguyễn có nút vàng nha mấy em, subscribe nha mấy em. Coi một sắp lại xuôi nó trước hả? Thêm thì xe rồi ai đi ba? Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.